Xin mời. Dạ. Dạ, con mời bà ngồi ạ. Dạ, con chào. Xin chào bà. Dạ. Bà đến tên gì, đến từ đâu ạ? Tôi ở Lê Thị Chiến ở Bình Định. Từ khi mà nghe được tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu thì hai mẹ con cũng tự sáng tác một bài thơ tự giới thiệu về mình. Nên bây giờ là sẽ giới thiệu, tự giới thiệu luôn. Mẹ đọc đi, kính thưa đi, kính chào quý vị. Kính thưa các vị gần xa, 80 năm tuổi đã về già. Con 51 tuổi vẫn là con dâu. Ân cần chẳng khó gì đâu, động viên con cháu giữ câu ân tình. Giáo viên con biết kính nhường, hòa trên tầng dưới tỏ tường gia phong. Mong cho phụ mẫu bình an, gia đình hạnh phúc sớm làng yên vui. Yeah. Hay quá bà ơi. Cảm ơn bà, cảm ơn chị. Bà năm nay 85 tuổi rồi hả? Tôi là Lê Thị Hoa, 51 tuổi, làm dâu của mẹ là được 26 năm rồi. Cái ngày đầu tiên mà bà gặp con dâu tương lai của bà đó, bà còn nhớ không? Nhớ. Gặp lúc đó ấn tượng như thế nào? Tôi đầu tiên tôi gặp con dâu tôi. Dạ. Béo tròn, béo trục, con mình vại, thấy thoải mình chung. Thế nhưng mà tính con dâu tôi nó vui vẻ, hiền lành. Nó giúp đỡ gia đình mọi việc, không có việc cho khó, chỉ trợ lòng không bền. Như thế nên là con dâu tôi đã vui vẻ với mọi người. Tôi rất là mừng, tôi rất là phấn khởi. Cái động cơ mà mẹ đến với chương trình này á, là mẹ thích đọc cho mọi người nghe một bài về Đảng. Nó có chỉ có 26 giây thôi. Rồi bác đọc đi. Thôi đọc cho tất cả mọi người nghe nhá. Dạ. Hôm nay mùng 3 tháng 2 là ngày kỷ niệm Đảng ta ra đời. Con ơi mẹ dặn mấy lời, công ơn của Đảng con thời chớ quên. Mẹ xưa sống cực sống hèn, vì chưa có Đảng cho nên nỗi này. Đảng còn chỉ nối cầm tay, nông dân ta quyết phen này đấu tranh. Có đấu tranh mới giành nảy nước, có đấu tranh mới được trộm cày. Con ơi có Đảng cầm tay, sớm hôm bưng bát cơm đầy chớ quên. Mọi người thì như mọi người vỗ tay. Chị còn nhớ cái ấn tượng đầu tiên khi gặp mẹ chồng không? Thì nói chung đó cũng lâu rồi, chứ mà khi là được mình cũng ôn lại. Nhà mình là ở Gia Lai, nên là khi mà quen với ông xã thì là không có được về ra mắt mẹ. Quen xong rồi là quen rồi là cưới. Một năm rồi mới cưới, nhưng mà điều cái là khi cưới là mới về thôi chứ xa. Nên là khi mà về làm dâu nói chà, bây giờ sao ta, mà nghe Bình Định, mà nghe là chồng Bắc á, thì là rất là thương vợ, giúp cho vợ. Nhưng mà mẹ Bắc á là khó. Ôi cũng đang lo đây, nhưng rất là lo. Nhưng mà về thì thấy cười cười nói nói thì cũng thấy cũng mở cười trong bụng. Nhưng mà không phải vậy đâu, chuẩn bị nè, nàng dâu gì mẹ nói đi. Mẹ chồng già, mẹ chồng chết, nàng dâu con nết, nàng dâu chưa, không được cãi mẹ chồng, nhớ chưa? Tôi mới nói con trai tôi là này con, dạy con thì thổ quần thơ, dạy vợ thì thổ bơ bơ mới về. Nếu mà con không dạy nó được đường chân nó lên đằng đầu. Nói con trai tôi thế. Bà dạy dâu sao bà? Bà có la dâu không? Có chứ, tôi la. Tôi bảo là mẹ chồng già, mẹ chồng chết, đừng dâu con nết, đừng dâu chưa, không được cãi mẹ chồng. Không có phải cãi cũng không được cãi. Không cãi luôn. Im, không được cãi. Thế cái hồi nó tôi đi làm bệnh viện, nó cũng chịu khó nó săn sóc cho tôi đàng hoàng. Thế nhưng mà nó đem nó bảo con sẽ ấy tóc cho mẹ. Thế tóc này là ngoài Bắc ấy, ở Bắc Ninh ấy. Một yêu tóc vỏ đôi gà, hai yêu ăn nói mặn mà có duyên. Rồi. Ba yêu má túm lòng tiền. Như thế là phải là con vấn cái đầu nhung này là để một gang là nuôi gà ở đây này. Con gái Bắc Ninh thế đấy. Thế là phải không được cắt tóc của mẹ. Thế là tôi nói là không được cắt tóc của mẹ nhá. Hồi tôi nằm bệnh viện đấy, tôi thấy nó cắt chẹt chẹt, tôi bảo thế mày cắt cái gì đó? Không, con cắt có tí đấy. Tôi mới chờ đầu đó, cắt đến ngang vai rồi. Dạ. Tôi mới la cho một trận, tôi bảo tại sao mày cắt tóc của mẹ? Rồi lý do tại vì cắt tóc của bà? Có nghĩa là bà nằm bệnh viện. À. Chứ mà cứ tóc nó già, nó già già rồi mà. Nên là nó cũng còn cái tí xí thôi. Mà nó rụng rất là nhiều. Đó, thì nói là bây giờ là con chải tóc cho má. Rồi, con cắt ít thôi. Xong rồi ở đầu là để con cắt cho tóc cho mẹ để cho nó gọn gàng, nó bớt rụng đồ nữa đi. Sẵn làm luôn. Chơi luôn lần làm không rồi bà có la nhiều không? Thì nói chung là bà la nhưng mà sự thể nó đã rồi. Cái chuyện cắt tóc đó là chuyện nhỏ thôi, còn cái chuyện gì mà bà với là con dâu không có hợp nhau, ăn uống có hợp với bà không? Ăn uống thì cũng không hợp lắm. Hả? Không hợp. Rồi ăn mặc có hợp không? Ăn mặc cũng không hợp. Không hợp luôn. Coi như là con dâu thì nó ăn chay, hả? Chồng thì ăn mặn.
Thế là nấu mấy này nó phải ăn riêng ra. Tính tình có hợp không? Tính tình cũng không hợp. Trời ơi. Bây giờ ba tới không hợp. Có bao giờ bà mắng con dâu trước mặt mọi người không? Có chứ. Có chứ. Tôi nói biết đi, tôi có sợ gì đâu. Bữa đó bà đang coi coi tivi, có một ông thầy giáo, con của học sinh, con của mình, nên là thấy ông thầy giáo đi ngang qua, ô chào chị Hoa, nói ô chào em, mời em vô nhà chơi. Nhưng mà cái tivi đây, xong rồi hồi đó nhà của mấy nên là cái phòng khách đồ luôn, có tivi đồ luôn. Vậy bà ngồi đó bà coi tivi, vậy hai chị em cũng đang trao đổi về chuyện học hay là hỏi thăm rồi vậy á, bà quay lại. Đi ra ngồi kia. Để tao có việc. Trời ơi, không biết đường nào, khi đó mình độn thổ. Ở quê. Trời, biết sao? Dạ. Rồi em ơi, em thông cảm mẹ chị như vậy nha. Thôi chị em mình ra đây nói chuyện. Vậy đó, nhiều nhưng mà điều cái cũng nói người ta là hay là bạn bè đồ là cũng phải thông cảm mẹ, tình trời mẹ vậy. Nhưng mà bù lại được một cái, mẹ rất là thương người, rất là thương con. Nói là xong, nói trong vòng khoảng đâu là khoảng nửa tiếng là xong, cũng mẹ với con, chứ không có mà cái kiểu để bụng, ruột để ngoài da, nên là phải quất liền. Nhưng mà điều cái là xong, quên, cũng, quên luôn, quên rồi. Nhưng mà bạn hay phim gì con? Phim tình yêu. Trời ơi. Thích tình yêu hả? Hồi xưa bà yêu từ năm mấy tuổi? Tôi à, 27 tuổi mới lấy chồng. Nhưng mà bắt đầu tình yêu mà năm mấy tuổi? Đấy, tình yêu là yêu được mấy tháng thì cưới thôi chứ không có đẹp. Rồi bà về bà la con dâu nhiều, có khi nào bà thấy bà la rồi con dâu khóc không? Cũng có lúc tôi la nó này tôi cũng bảo thôi mẹ chồng tôi tao thì đang nóng tính thì mày phải im đi, không được khóc, không được cãi cười gì, không cho khóc luôn, không cho khóc. Tụi la mà không cho nói lại mà không cho khóc luôn. Đúng rồi, phải là con dâu tốt thì mới thế. À, thấy chưa, con dâu tốt quá là mẹ chồng la không được cãi lại, không được khóc. Đúng rồi. Trời ơi, chị ơi, có thể truyền lại kinh nghiệm cho những người khác không? Thì cũng từ chương trình như thế này, ít nhiều là cũng biết được cái Phật Pháp. Đó, rồi cái thứ hai nữa là giáo viên. Nên là có dù như thế nào mình phải cố gắng mình chịu. Chứ thứ nhất là em làm thì cái đạo lý làm con là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa người ta kêu giáo viên mà mẹ chồng con dâu cứ cãi lộn hoài. Nên là mình cố gắng, nhưng mà mình phải nghĩ được cái điểm tốt của mẹ. Mẹ rất là tốt. Đó, như vậy á, chứ mày ví dụ như đi đâu xa á, là mới một ngày thôi, gọi điện thoại về, mẹ có sức khỏe không, mẹ khỏe không? Úi giời ơi, mày đi tao nhớ, tao cả đêm tao không ngủ được. Đó. Có bao giờ bà bị con dâu làm mình buồn chưa? Nó không dám cãi tôi mà sao tôi buồn. Đúng rồi, nói là sao tôi buồn. Nó nói buồn. Là mẹ chồng có nói gì cũng im lặng, không đừng không cãi gì cả. Cũng phải không, trái cũng im, chứ làm sao nó cứ cãi. Sợ luôn. Bà đúng là nói vậy để thấy các nàng dâu bây giờ nè, thời A Còng nè, mẹ mới vừa nói bóng nói gió cái giận bỏ về nhà. Thấy chưa, ngày xưa là làm dâu khó gì đó. Cái thời của bà làm dâu khó không bà? Khó chứ sao khó, bà đâu làm dâu đâu. Không phải làm dâu để bà đâu làm dâu hả? Không có làm dâu ai vậy? Hồi ông gia tộc kết ngoài Bắc đấy à. Có dâu có cha mẹ gì đâu. Dâu này về có nấu nướng cho bà ăn không? Có chứ, phải nấu cho tôi ăn chứ. À, rồi có chờ đợi bà đúng giờ ăn không? Tôi 11 giờ sáng là 11 giờ tôi ăn. Tối 6 giờ tôi ăn là phải làm đúng giờ cho tôi ăn. Sáng là đúng 7 giờ, trưa đúng 11 giờ, chiều đúng 6 giờ. Cứ coi cái tivi đây, cái tivi với chiếc mặt đây, cái đồng hồ trước mặt đó. Nhất ra một tí xíu, nhiều hồi ví dụ như mình làm mà nó hơi làm rất là nhanh, được một cái là cũng rất là nhanh. Làm công việc không ai chê vào đâu, nhưng mà riêng mẹ là cứ chê thôi. Làm mới đầu là kêu như rùa bò. Bây giờ là 6 giờ kém 10 rồi mà chưa có gì. Mà cứ yên tâm bình tĩnh đi. Mà đúng giờ đúng nhất, sai giờ là có chuyện liền. Sai giờ không được. Không được. Thí dụ giờ 11 giờ bà ăn cơm, mà con dâu làm 11 giờ 5 mới có đồ ăn, bà la không? La la thôi, tại sao không đúng giờ cho tao? Tao ăn tao phải ăn đúng giờ. Không được sai. 5 phút không được luôn hả? Không được, phải đúng giờ. Nếu mà làm sớm 11 giờ kém 5 được không? 11 giờ thì làm sớm thì được. Nhưng mà làm muộn là không được. Có khi nào bà thấy con dâu khóc trên mâm cơm chưa? Không dám khóc đâu. Không có đâu bà, mấy người mà cười cười vui vẻ với ta khóc trong khóc lòng chị, có khóc trên mâm cơm không? Nó khóc, khóc một lần á là tự nhiên như thế này nè, đang ngồi ăn cơm xong rồi là má bị bệnh, mà mẹ bị bệnh nên nó là mới bỏ rau, tự vì là mình phải ăn theo cái chế độ chứ, tự vì bị huyết áp nên là bỏ rau. Mà bữa đó là nấu canh mồng tơi với tôm nên là mình cố gắng mình bỏ rau với tôm với chan canh vô,
bị giăng xuống. Tao không ăn, tại sao mày bỏ tao? Tự nhiên nghĩ có nhiều người họ không được con cái chăm sóc, còn mình như thế này mà tại sao mẹ mình bà phủ phàng vậy? Tự nhiên đầu là nó cứ nghẹn ngang đây rồi là nước mắt nó tự chảy thôi, chứ cũng không ai bù lưu bù loa ra. Mà bà cũng đâu có thấy cảm giác của mình đâu. Mẹ không có cảm giác đâu. Mẹ làm là mẹ cứ làm, chứ mẹ không bao giờ thấy cảm giác của mình là mẹ làm vậy là con mình nó buồn đâu. Con dâu có hay mua quà tặng bà không? Có, nó cũng mua may quần áo các thứ cho. Bà có mặc không? Nếu mà có hẳn hoài ngon đẹp đẽ thì tôi mặc, không mặc tôi vứt cho người khác, cho người khác. Trời đất ơi, con làm nha, con thấy á, người ta bà mẹ chồng cần con dâu mình tặng đồ, mua đồ. Nó mua đồ không đúng thì tôi đổi đi cho người khác, tôi không mặc đâu. Thì đúng rồi tôi. Thì kêu con dâu đi đổi lại. Thì tôi không có đổi gì cho người khác, tôi đổi đi cho người khác. Đó là cá tính của bà cá mà. Cá tính rồi. Nói rồi sao tự nhiên mẹ không cảm giác cái buồn của con vậy mẹ? Tính tao như thế là vẫn làm theo tính ba. Tính tao như thế. Đúng rồi. Câu đó là chốt luôn. Đúng rồi. Ông bà cũng hay đấy. Dạ. Tức là khí phách chứ bộ. Khí phách bản lĩnh bộ. Đúng rồi. Mai mốt cứ ai mà nói gì mình không thích nữa, tính tao thế. Không. Câu này hay vậy bà. Hay đấy, đúng. Mẹ cũng có nhiều cái tốt nên là nó cũng được. Mình cũng nghĩ lại mẹ được có nhiều cái tốt. Hy sinh vì con. Mỗng thường nói với mẹ rồi, không ai thương con bằng mẹ. Đi làm là có cái đồng hồ cứ ngồi canh. Ví dụ như là tối mà khoảng 5 giờ hay công việc trường cái gì là gọi điện thoại, sao con chưa về? Cái đó là thương con hết chứ. Rồi lo lắng, hà tiện không ai chịu nổi. Nhưng mà cứ xe xẻ rồi lại cũng đưa cho con. Không giữ cái gì trong người hết. Nhưng mà mẹ cũng phải biết được rằng không ai yêu mẹ bằng các con. Thương mẹ, thứ nhất là cái đạo làm con, cái thứ hai trách nhiệm của mình. Nhưng cứ hở ra một cái là thôi đi, tao đi thôi, tao về quê tao nhờ người chăm tao, tao đi. Hở ra là cứ nói đi, mà nói miết hở ra nói, nhưng mà nói thế nhưng mà không có đi đâu. Thấy chưa? Giận rồi, giận rồi. Tính tôi không giận đâu. Ví dụ như tức sáng nhưng mà chiều lại vẫn vui vẻ. Nói thế chứ. Ví dụ nó con dâu nó cũng tức tôi, nó đi nó không hỏi tôi. Tôi bảo sao mày đi mày không hỏi tao, mày không chào tao, mày về mày không chào. Chứ phải đi phải về chào như trước ấy, trước ở ngoài Bắc ấy nè. Thưa mẹ con đi làm à? Thế nên là đi về, thưa mẹ con đi làm về ạ. Bà dễ thương quá nha. Mới tiếp xúc thì bà rất khó. Đúng rồi. Nhưng mà từ từ thì cái tính của bà là như vậy rồi, bà không có để bụng. Nhân tính người. Tôi không có giận đâu. Dạ. Ví dụ con dâu nó không nói mà lúc đến chiều tôi lại nói con dâu tôi im. Nên là thành ra em hiểu lý do là tại sao chị ở được 26 năm. Tôi nghĩ bà vậy thôi chứ rất là dễ thương. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình xem coi ông xã của chị nói điều gì nha. Xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi được đến sóng TV và hiểu nhau nhiều hơn và trải nghiệm những điều rất thú vị. Qua chương trình này, con xin kính chúc mẹ mạnh khỏe và hạnh phúc, và mẹ cố gắng ăn uống theo chế độ ăn do vợ chồng con lo cho mẹ, và mong mẹ cũng bớt nóng tính lại để gia đình được vui vẻ hơn và mẹ có một sức khỏe tốt. Con cháu được vui vẻ. Bà xã xin cảm ơn bà xã đã lo cho mẹ chu đáo, và mong bà xã cũng bớt nóng tính lại để gia đình được vui vẻ. Cuối cùng xin chúc hai người phụ nữ quan trọng nhất trong gia đình được mạnh khỏe và hạnh phúc. Nhưng mà bà la con dâu có khi nào bà la con ruột không? Con trai không? Ít khi tôi la. Gì vậy ạ? Sao không tính tôi thế, la luôn cho đều chứ. Mà nó biết tính tôi, nó không dám cãi. À, hôm nay rất là vui khi gặp bà. Thật sự nghe chị nói thì thấy một cái thời làm dâu ngày xưa cũng rất là căng thẳng ha. Nhưng mà chị đã vượt qua tất cả mọi thứ đó. Bây giờ thì hai người gần như là một rồi. Dạ. Không có thể nói là mẹ chồng nàng dâu nữa rồi. Bà tuyệt vời quá, 85 tuổi mà. Cảm ơn bà. Bây giờ bà mong muốn con dâu mình có thay đổi gì không? Đâu không muốn gì nữa ha. Nghe lời không dám cãi, không dám khóc luôn mà. Nói cho con dâu tôi là phải tôi thế là vui vẻ, là hòa nhãn và tất cả là quý mến gia đình và quý mến mọi người. Dạ. Rồi hôm nay chị muốn nói gì với mẹ của mình nào? Má được lên chương trình mọi người tất cả là đều vui, thấy má được sống vui sống khỏe như thế này. Thì bây giờ là thứ nhất thường xuyên tập thể dục nhiều hơn nữa. Rồi thứ hai là ăn uống theo chế độ của vợ chồng con lo cho má.
Rồi thứ ba là gì? Uống thuốc điều trị theo y bác sĩ để mà khỏe, sống vui sống khỏe, có cơ hội quay trở lại. Ở không phải là mẹ chồng nàng dâu mà cái gì ha? Bà nội chồng với nàng dâu, được chưa? Đây con gửi tặng bà một kỷ niệm của chương trình. Rồi, về xem nhớ bà đã tham gia chương trình tụi con nha. Rồi, cảm ơn bà mẹ thì khỏe nha. Rồi, mình 85 không biết được như bà không ta? Dạ, con cũng có phần quà dành tặng cho bà. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ nguyên liệu từ Nhật Bản. Dạ, em xin tặng chị là Natto Enzyme giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Và phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng. Tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Dạ, kính tặng ba và chị ạ. Kính thi các bạn. Cũng kính thưa với chương trình, hôm nay cũng được rất là có cái duyên đến với mẹ chồng nàng dâu này, thì cũng ghi nhận và cũng rất là vui nhận được cái phần quà này. Và nhân chương trình này thì mẹ con đã nói với nhau sẽ tặng lại cái phần quà này cho bệnh viện tâm thần của Hoài Nhơn Bình Định. Dạ, cảm ơn tấm lòng của bà và chị ạ. Dạ, xin cảm ơn Đức. Cảm ơn bà, chị nha.